và số 10 phố Downing, ngồi vào chiếc ghế thủ tướng trong khoảng thời gian hỗn loạn của đất nước, tân thủ tướng Anh Rishi Sunak phải giải quyết hàng loạt vấn đề, đồng nghĩa với việc ông sẽ chẳng có tuần trăng mật nào sau khi tuyên bố nhậm chức. Thách thức với tân thủ tướng Anh phải đối mặt ngoài kinh tế còn cả sự chia rẽ sâu sắc từ trong đảng cầm quyền. Tân Thủ tướng Anh được cho là sẽ thực hiện kế hoạch kinh tế mà ông đã vạch ra trong nỗ lực tranh cử trở thành lãnh đạo đảng bảo thủ hồi đầu năm nay. Khi đó, ông chỉ trích kế hoạch kinh tế của bà Truss cho rằng điều này sẽ tàn phá nền kinh tế Anh. Ông đã đúng khi kế hoạch kinh tế của bà Truss khiến đồng bằng Anh giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, giá trái phiếu sụp đổ, khiến chi phí đi vay tăng cao và đẩy các quỹ hưu trí đến bờ vực vỡ nợ. Danh tiếng quốc tế của Anh bị ảnh hưởng từ trước khi bà Truss nhậm chức. Những vụ bề bối bất tận buộc ông Johnson phải rời nhiệm sở, cùng các vấn đề gây tranh cãi hậu Brexit đã khiến các nhà lãnh đạo thế giới mất thiện cảm với Vương quốc Anh. Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là Vương quốc Anh đã mất ảnh hưởng trên trường quốc tế. Sự nổi lên của ông Rishi Sunak được cho là do sự hỗn loạn trong vài tháng qua trên chính trường Anh. Ông được coi là một đôi tay an toàn, được đánh giá cao vì cách điều hành kinh tế trong đại dịch COVID-19, hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân các chương trình chi tiêu lớn của chính phủ. Nhiệm vụ của ông hiện giờ rất rõ ràng, mang lại sự bình yên. Boris Johnson phải thừa kế một chính đảng bị chia rẽ trong vài năm qua. Đảng bảo thủ của năm 2022 được xác định bởi chủ nghĩa bè phái, khiến đảng này trở nên khó kiểm soát đối với cả ông Boris Johnson và bà Liz Truss. Đảng bảo thủ bị chia rẽ theo nhiều hướng chứ không chỉ là tả và hữu, nhưng thách thức lớn nhất mà ông Rishi Sunak có thể đối mặt là cánh dân túy ủng hộ Brexit, vốn trung thành với ông Boris Johnson. Một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Sunak sẽ là đàm phán nghị định thư Bắc Ireland, một vấn đề gây tranh cãi trong thỏa thuận hậu Brexit. Nếu mọi việc không bắt đầu theo hướng mà họ muốn, họ có thể quay đầu. Trước mắt, việc kiểm soát nội bộ Đảng Bảo thủ có thể nằm ngoài tầm tay của tân Thủ tướng nước Anh. Tuy nhiên, điều chắc chắn trong khả năng của ông là chính sách kinh tế và thỏa thuận đối với các đối tác quốc tế. Kịch bản hoàn hảo nhất cho Rishi Sunak là ông có thể mang lại sự ổn định kinh tế và từ đó mang lại sự ổn định chính trị. Tuy nhiên, theo những người quan sát lâu năm về chính trị Anh, hai điều này không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Cựu lãnh đạo cơ quan kinh tế chính phủ Vương quốc Anh Vicky Price cho biết, ông Sunak sẽ phải thực hiện nhiều chính sách vì kế hoạch kinh tế Patras không được lòng các nhóm khác nhau về mặt chính trị vì nhiều lý do. Các nghị sĩ và các cố vấn đảng bảo thủ có quan điểm trái chiều với việc ông Rishi Sunak trở thành thủ tướng mới của Anh. Một số cảm thấy hài lòng, một số tỏ ra bất mãn. Một số người cho rằng ông Rishi Sunak sẽ quá mềm mỏng với Brexit một số người cho rằng cuộc bầu cử tiếp theo đã thất bại trước khi bắt đầu. Về lý thuyết vẫn còn ít nhất 2 năm cho đến khi cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ được tổ chức tại Anh. Trước đó thời gian là đủ để Rishi Sunak ổn định con tàu và khôi phục tín nhiệm của đảng bảo thủ. Dù vậy, tân thủ tướng có thể sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để giải quyết các vấn đề chính trị nội bộ đảng bảo thủ, thay vì giải quyết những vấn đề lớn mà nước Anh đang phải đối mặt.